Chiều ngày 13 tháng 8 năm 2013, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra và phát hiện một cơ sở sản xuất kem ở phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, sản xuất kem giả thương hiệu Tràng Tiền. Cơ sở sản xuất kem do Nguyễn Văn Phượng, sinh năm 1974, thường trú tại khối phố Bắc Tiến, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh làm chủ. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này đang sản xuất hàng loạt kem giả thương hiệu kem Tràng Tiền của Hà Nội, cùng với một số lượng lớn bao bì, vỏ đựng và hàng ngàn que kem chưa sử dụng. Đặc biệt, các nguyên liệu để sản xuất kem đều do Trung Quốc sản xuất. Đường hóa học và các chất phụ gia đều không có nguồn gốc rõ ràng, được đựng sơ sài trong các thùng nhựa, nơi chứa các nguyên vật liệu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện tại, cơ sở này do Phan Thị Oanh, là vợ của Nguyễn Văn Phượng, đang quản lý sản xuất. Được biết, cơ sở này mỗi tháng sản xuất khoảng 12.000 que kem các loại, 6.000 túi sữa chua, 6.000 túi chè thập cẩm để tiêu thụ trên thị trường thành phố Hà Tĩnh và các huyện thị trong tỉnh. Điều đáng nói là cơ sở này chỉ đăng ký thương hiệu sản xuất kem có tên là Havina, nhưng tất cả các bao bì đang có tại cơ sở đều là của các hãng sản xuất kem nổi tiếng như Tràng Tiền, Merino. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm và tiếp tục điều tra để xử lý trước pháp luật.